Chào thầy, chào các bạn và các bác phụ huynh. Hôm nay con xin thuyết trình về bài mê cung của mình. Thì ở đây con làm có ba cái cấp độ. Một, mình có thể làm mình chơi level 3 hoặc level 1. Đầu tiên con chơi level 1, nó có quả táo và quả chuối. Sau khi con ăn quả táo, nó sẽ có tiếng tiếng như Lúc mình sau. phải vẽ là bắt cái đèn luôn. Để lúc mình đèn to Và khi con đi đến dấu X đấy. thì nó đổi sang một cái hình nền mới. Đó là hình nền này có thêm, là con đã thêm một con ma vào đó, là con bướm. Khi con quả táo nó vẫn có tiếng. Con nhờ con bướm thì lại trở về game over. Bài thuyết trình của con đến đây là hết. Nếu mà mọi người muốn góp ý, con xin nhận góp ý của mọi người. Rồi thầy cảm ơn cái phần thuyết trình của con. Cho thầy hỏi thăm là làm sao mà để cho cái game mình mà chiến thắng á. Con thấy làm sao mà điều khiển như thế nào để cho game mình chiến thắng. Tức là thầy thấy của mình bị game over rồi, nhưng mà khi nào thì game mình sẽ, người chơi sẽ chiến thắng. Ý chiến thắng Con bạn không cứng là cưng cưng như khác tao. Thế là em gặp con cái bất cấp khá khô khô được không? Đây là hình ảnh khi chiến thắng. Ồ, chúc mừng con. Rồi, thì cảm ơn cái sản phẩm như cái phần trình bày của con. Tiếp theo thì thầy mời các bạn có cái đóng góp ý kiến cho cái sản phẩm của con. Rồi, có bạn nào có đóng góp ý kiến? Rồi, thầy mời bạn Quang Minh. Dạ, thưa thầy, là đang nghĩ những nhân vật mà nó làm game over cần chậm hơn thầy ạ. Thì chứ nó không là nó rất khó để thắng thầy ạ. Rồi Tùng Dương, có nghe rõ chưa con? Rồi ạ. À, bạn nói là làm cho nhân vật nó chậm lại đúng không? Rồi. À, do con muốn chơi là khó thì con để cho đi nhanh. Ừ. Rồi. À, tiếp theo có bạn nào góp ý giùm cho bạn Tùng Dương nữa không? Có không? Thì có cảm nhận là không Rồi Tùng Dương ơi, thầy thấy sản phẩm của con rất là ấn tượng. Bây giờ con có thể chia sẻ cho các bạn với thầy biết là cái code mà mình để làm những cái nút đầu tiên không, cái nút mà một bước chơi, một bước chơi, hai bước chơi, ba đó, một lay, hai lay, ba lay đó, nhớ không? Vậy thì cái code đó mình làm như thế nào mà để mình khi mình đưa chuột vào mà nó có hiệu ứng, nhìn thấy nó ấn tượng quá vậy con? bây giờ cái code của nút các cái nút như chơi level 3, level 2, level 1 của con. Phóng to lên con, phóng to lên, to lên đó. Bấm nút đỏ dừng lại để cho mấy bạn tham khảo có nha. Rồi phóng to, thu nhỏ cái phần là phần sân khấu lại. Rồi con giải thích giùm thầy cái đoạn code đó được không? Thì cốt của con nó có cái là đặt kích thước thành 140% và
đặt kỹ thuật này 120% và đặt x bằng 0 phân cho cái nếu không thì. Tức là nếu như mà mình đưa chuột vào thì sao ta? Nếu mình đưa Nếu chuột vào mà đưa chuột vào thì nó sẽ đổi cái hình nền thành cái như cái hình nền level 2 thầy chẳng hạn như thế ạ. à, đó là khi bấm vào chứ. Còn khi mình đưa chuột vào á, nó chạm vào con chuột đó thì sao con? Khi mình chạm vào con chuột thì nó sẽ mở to cái, nó sẽ to trở nên to cái nút đấy ra. À, tăng kích thước đúng không? Nó tăng kích thước Đúng lên. ạ. Còn khi mình ghi chuột ra thì sao? Đưa chuột ra ngoài thì sao? Mình đưa chuột ra ngoài thì nó sẽ trở về bé như ba cái bình thường. À, rồi thầy cảm ơn cái phần chia sẻ của con. Rồi, còn bạn nào có ý kiến góp ý giùm cho Tùng Dương nữa không? Rồi về sản phẩm của con á thì thầy có nhận xét con như này. Thứ nhất á, là cái ưu điểm của con là sản phẩm con đạt yêu cầu, ngoài những cái kiến thức căn bản mà thầy đã dạy trên lớp thì sản phẩm của con đã có cái phần sáng tạo nè, thứ nhất là âm thanh nè, ấn tượng nè, và con cũng thêm vào váy vật làm cho cái game của mình thêm hấp dẫn nè. Rồi con có thể phóng to lên, chiếu to lên ha, phóng to lên luôn. Rồi cái trò chơi thì con được thiết kế theo ba cái cấp độ chơi cũng nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bốn rồi ơi, bốn ạ, bốn rồi ạ. Bốn cấp độ luôn hả? Rồi sao bên ngoài thấy có Vâng. ba hả? À, bởi vì là nếu mà muốn lên level 4 thắng luôn thì dễ quá, phải cho thế để chơi nó phải mới khó thế. Giống như tại con phải, thầy bảo là nếu muốn, thầy bảo thầy muốn nhìn cái hình nền thắng ấy, con phải đi dấu x, nó phải có một lễ, phải có, vậy mình phải đi vào lá cờ của con thì nó mới có thể thắng được. À, tuy là ba ba cấp độ chơi nhưng mà cái cấp thứ ba là nó có tới 20 cung đúng không con? Không ạ, cấp cấp thứ ba là mình thắng, cấp thứ ba thì mình có thể lên cấp 4, nhưng mà cấp 4 nó không cho tự tính vào đấy. Ừ, thì giống như là mình gộp cấp 3 cấp 4 là chung một cấp một Rồi ạ. đoạn một mức à. Rồi thì là tức là bấm vào cái nút thứ ba thì mình sẽ chơi được cái mê cung thứ ba và mê cung thứ Vâng. tư. Rồi thì sản phẩm của con thì vào phần thuyết trình á, thì thầy đánh giá là rất là tốt ha, nó có ưu điểm rất tốt, con trình bày cũng rõ ràng, nắm vững cái kiến thức mình học rồi đã cung cấp các cái kiến thức cho cái bài thuyết trình của mình luôn, và đã mô tả được hoàn chỉnh của ra. Thì thầy chúc mừng con đã hoàn thành cái phần thuyết trình của mình ha.